Chiều ngày 16 tháng 5, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vụ cháy tại công ty Khoan Lung Meco thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là do chập điện. Theo Đại tá Hạnh, đến thời điểm này, công ty Khoan Lung Meco được bảo hiểm bồi thường 368 tỷ đồng, tương đương 18 triệu đô la Mỹ. Như báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3, một vụ cháy xảy ra tại tầng 5 của công ty nói trên. Khoảng vài phút sau, lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và nhiều lực lượng khác cùng hàng chục phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập tắt lửa vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, đám cháy liên tục bùng phát trở lại, Cần Thơ đã phải nhờ chi viện từ lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Đến tối ngày 26 tháng 3, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vào sáng ngày 16 tháng 4, một trận hỏa hoạn lại tiếp tục xảy ra tại công ty này do một nhóm thợ hàn dùng máy hàn sắt để tia lửa bắn vào lồng vũ gây cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã điều động 3 xe cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sĩ để đến hiện trường dập lửa ngay sau đó.